Xin mến chào cô chú và anh chị. Mình là Quốc Cung ở thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay mình làm video để giới thiệu đến cô chú anh chị một số cây như là cây lài bông bông kép, lài tàn lớn và nguyệt quế tàn, phôi bông bụp, phôi khế tàu, phôi me và những số phôi bông trang. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Đầu tiên là mình giới thiệu đến cô chú anh chị một phôi trang đỏ lá chung. Trang đỏ lá chung cô chú anh chị. Số điện thoại của mình là 0979309131, số đó là số Zalo của mình luôn cô chú anh chị. Cái này là phôi trang đỏ lá chung cô chú anh chị. Nó có hai gốc, một cốt một nha cô chú anh chị, hai gốc gợi nha. Cái này người ta trồng gần nhau, mình bứng để chung vậy luôn. Rồi cô chú anh chị nào muốn tách gợi thì tách. Rồi đo đo anh. Trang đỏ lá chung nha cô chú anh chị. 21. Hoành là 21. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Cái cũ là 28 của chú anh chị. Đo cái thằng bự bên kia. Ở trên, xích trên. Ừ. 16. Cái eo nhỏ ở trên là 16 của chú anh chị. Trang đỏ lá chung. 50. Cái đường kính, đường chiều dài của kính bầu là 50 của chú anh chị. Cây trang đỏ lá chung này số 1. Mình giao lưu là 1.100.000 của chú anh chị. Trang đỏ lá chung cô chú anh chị về vô dây nữa là chơi bonsai đẹp nha cô chú anh chị. Cây một cốt. Đế có nha cô chú anh chị, đế rất là nở nha. Cây này đế nở dữ lắm, nở nè. Cây này chỗ này nó có bị tét tí xíu nha cô chú anh chị. Cây này nó lùng lực. Cây này thì thoát thân cao tí xíu. Nhưng mà đế cũng đẹp nha cô chú anh chị. Rồi đổi nè. Tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 là phôi mai vàng bonsai. Phôi mai vàng bonsai nha cô chú anh chị. Cây lùng lực. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế rất là lực nha cô chú anh chị. Hình thú luôn cô chú anh chị. Có hình thú luôn cô chú anh chị. Đế rất là đẹp. Chiều cao là 33 của chú anh chị. Ở trên cổ là 24 của chú anh chị. Đó cái thân được. Ừ. Ngang cổ đế là 34 của chú anh chị. Đường kính bầu là 40 của chú anh chị. Cây này có mấy mặt mặt thẹo của chú anh chị. Chỗ này cũng có mặt thẹo cho chủ nhà người ta chặt rồi, nhỏ nó rồi bây giờ mình đục mình chắc keo rồi cô chú anh chị. Mình đã xử lý keo rồi cô chú anh chị. Cây số 2, cây mai vàng, mình giao lưu cô chú anh chị mình là giá 1.200.000. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi đổi. Tiếp tục cây số 3. Cây số 3 là cây cây này cây trang của chú anh chị. Trang này trang hồng phấn của chú anh chị. Cây số 3 là cây trang hồng phấn. Hồng phấn lá nhỏ của chú anh chị. Trang hồng phấn lá nhỏ. Chiều cao là 50. Độ rộng là 45. Hoành thân em này tính chín thôi cô chú anh chị. Nó hơn chín mình tính chín nè. Cây trang hồng phấn đó, chua lá nhỏ mình giao lưu 500.000 cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc. Rồi đấy. Tiếp tục là cây số 4. Cây số 4 cũng là cây trang hồng phấn nha cô chú anh chị.
trang hồng phấn, cây này đang ra nụ bông rất là nhiều nè cô chú anh chị. Hồng phấn lá nhỏ, cây một cốt nè cô chú anh chị. Chiều cao của em này là 54. Mình thân của em này là 10. Độ rộng của em này là 45. Trang hồng phấn lá nhỏ cô chú anh chị. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 500.000 bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Cây số 4 cô chú anh chị. Rồi rồi. Tiếp tục là cây số 5. Cây số 5 là trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cây một cốt nha cô chú anh chị. Trang vàng lá nhỏ. Chiều cao là 40. Rộng của em đó là 43. Bình thân em này mình tính chính đó cô chú anh chị. Một cốt nha cô chú anh chị. Mình giao lưu với em này là 450.000. 450.000 bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi rồi. Tiếp tục là mã số 6. Mã số 6 là trang đỏ là trang vàng lá nhỏ cô chú anh chị. Mã số 6 là trang vàng lá nhỏ. Đó, chiều cao. Chiều cao là 45. Rộng của em nó là 45 luôn. Thân của em này được 10 cô chú anh chị ơi. Cái trang vàng lá nhỏ mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 450.000 mình bao phí ship toàn quốc. 450.000 cái phôi số cho cây số 5 cô chú anh chị. Ủa cây đó số 6 mà. Cây số số 5 hả? Số 6. Số 6, số 6. Tiếp tục cây số 7. Cây số 7 là trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cây một cốt nha cô chú anh chị. Cây chỗ bông nhiều nè cô chú anh chị. Trang vàng lá nhỏ. Chiều cao là 45. Rộng 45 luôn cô chú ơi. Hoành em này được 10 cô chú anh chị. Hoành em này được 10 nha cô chú anh chị. Cây này mình giao lưu giá là 450.000 luôn cô chú anh chị ơi. Cây số 7 nha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc. Tiếp tục là cây số 8. Cây số 8 là trang vàng lá nhỏ. Cây trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Cây số 8. Cây một cốt nha cô chú anh chị. Chiều cao này là 50. Rộng em này là 45. Hoành em này 9 cô chú anh chị. Cây này cũng có giá là 450.000 cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Mã số 8 cô chú anh chị. Tiếp tục là cây số 9. Cây số 9 là phôi bông bụp nha cô chú anh chị. Bông bụp, bông đỏ, bông đơn. Phôi bông bụp. Bông đơn màu đỏ nha cô chú anh chị. Phôi bông bụp, cây một cốt nha cô chú anh chị. Nha, chiều cao nha. 123. Chiều cao 123 cô chú anh chị. 37. Hoành thân là 37 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 55 cô chú anh chị. Cây một cốt cô chú anh chị, đế rất là đẹp cô chú anh chị. Cây mã số 9 cây phôi bông bụp cô chú anh chị, mình giao lưu giá là 2 triệu. Bao phí ship nha cô chú anh chị. Cái bông bụp màu đỏ, bông đơn nha cô chú anh chị. Rồi rồi. Tiếp tục cái số 10 là phôi bông bụp luôn nha cô chú anh chị. Cây số 10 cũng là phôi bông bụp luôn cô chú anh chị.
Cây rất là già cô chú anh chị. Hoa bông bụp luôn cô chú anh chị. Bông bụp màu đỏ cô chú anh chị. Bông đơn màu đỏ. Chiều cao nha. 126. 126 chiều cao cô chú anh chị. Cây một cốt nha cô chú anh chị. 50. Hoành thân là 50 cô chú anh chị. Đường kính bầu là 53. Cây một cốt đặt luôn nha cô chú anh chị. Mã số 10 này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000, mình báo phí ship toàn quốc cô chú anh chị. 2.500.000 nha cô chú anh chị. Mình báo phí ship luôn cô chú anh chị. Mã số 10 cô chú anh chị. Rồi đợi. Tiếp tục mã số 11. Mã số 11 này là cây trang pháp vàng cô chú anh chị. Trang pháp vàng nha cô chú anh chị. Cây rất là sung cây nha. Mình mới bứng lên nó hơi xỉu bông tí xíu thôi cô chú anh chị. Cây trang pháp vàng. Bông rất là nhiều, mình mới bứng về nó hơi bị xỉu bông tí xíu cô chú anh chị. Cây rất là đẹp. Đàn rất là dày. Chiều cao như vậy. Chiều cao hết thước dây cô chú anh chị. Đo tán ngàn. Đâu rộng. Ừ, đó nó độ rộng cũng mét rưỡi luôn cô chú anh chị ơi. Cao mét rưỡi, rộng mét rưỡi nha cô chú anh chị. Cái này nó nguyên một củ đặt nha cô chú anh chị, nguyên một cụm. 51. Tổng hoành bệ là 51 nha cô chú anh chị. 45. À, đường kính bầu là 45. Thân lớn của em này tầm khoảng cỡ 89 rồi nha cô chú anh chị. Nguyên một bụi, nguyên một cụm, đặt một củ nha cô chú anh chị. Mình không có moi củ ra nhưng mà cái củ nó bự lắm. Củ nó liền dưới bự. Cái pháp vàng mã số 11 mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000 cô chú anh chị. Cái pháp vàng nha cô chú anh chị. Giá 2.500.000. Bao phí ship luôn cô chú anh chị. Rồi đó. Tiếp tục là mã số 12. Mã số 10, ủa mã số 13 chứ. Mã số 13. Ủa, vậy mình lấy lộn cây rồi ta. 13 okay, 12 lên chưa? 12 lên rồi. Cái này mã số 13 nha cô chú anh chị. Lên nhảy hết số, hồi mình lên cây số 12 sao. Cái này mã số 13 là phôi bung bụp luôn cô chú anh chị. Mã số 13 là phôi bông bụp. Cây rất là già nha cô chú anh chị. Chiều cao lắm nha. 122. Rộng tàn chắc tầm khoảng có 1 mét nha cô chú anh chị. Cây một cốt nha cô chú anh chị. 45. Hoành nó thêm nó là 45. Đường kính bầu là 55. Cây một cốt cô chú anh chị. Phôi bông bụp màu đỏ. Cái này là màu này là ổ mối nó đóng mình chưa có trà nha cô chú anh chị, nó không có bị mục bị hư gì hết nha cô chú anh chị. Cây này không có mục không thẹo gì hết. Cây bông bụp mã số 13. Bông màu đỏ nha cô chú anh chị, bông đơn màu đỏ. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.500.000, mình bao phí ship cô chú anh chị. Mã số 13 nha cô chú anh chị. 2.500.000 bao phí ship của chú anh chị. Rồi đợi. Tiếp tục là mã số 12. Hồi nãy mình lên trước cây 13, bây giờ mình lên trở lại cây 12 nha cô chú anh chị. Cây 12 cũng là phôi bông bụp màu đỏ, bông đơn nha cô chú anh chị. Cây một cốt của chú anh chị. Cây bông bụp màu đỏ. Chiều cao nha. 133. Chiều cao 133 của chú anh chị ơi. Độ rộng chắc có 1 mét. Độ rộng là 1 mét nha cô chú anh chị. 43.
Hoành thân em này 43 của chú anh chị. Nó dướng cọng rễ chắc tính 40 rồi của chú anh chị. Nó có mắc cọng rễ mình tính 40 thôi. Đó cái thân ở trên này. Ừ, đó thân trên. Thân trên này là 31 của chú anh chị. Mã số 12, phôi bông bụp màu đỏ. Mình giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 2 triệu. 2 triệu mình bao phí ship nha cô chú anh chị. Bông màu đỏ, bông đơn nha cô chú anh chị. Mình bao phí ship luôn giá 2 triệu cho phôi số 12. Rồi đổi. Tiếp tục mã số 14 là mã số số 14 là cây me nha cô chú anh chị. Cây me này của clip trước mình quay. À, có khách hỏi mình có bao sống không, mình bao sống chất lượng luôn cô chú anh chị, mà khách sợ không sống mà bữa nay nè, như vậy là biết chắc ăn là cây nó khỏe mạnh nè. Mặt nhựa nó kéo rất là mạnh, nó gom nhựa rất là dữ, này nó kéo nhựa hết trơn rồi cô chú anh chị. Nè, cây nó kéo nhựa lên rất là cao nha. Rễ cũng vậy nè cô chú anh chị, nó kéo nhựa hết đó. Rồi có một cái cây me thì da nó hơi dày, nó chưa có đâm chồi thôi, nhưng mà mặt nhựa kéo về là mình biết là cây nó rất là khỏe nha cô chú anh chị. Chiều cao của em này khoảng 1m6 nha cô chú anh chị. Cây me chua cô chú anh chị, chiều cao là 1m6. Hoành thân em nó là 49. Cái mình dài của hình thú này là 66 chú anh chị. Hình dài như là con kỳ nhông kỳ đà gì nè chú anh chị, giò cẳng rồi có đầy đủ có đuôi nữa. Cái me chua nha cô chú anh chị. Thân nó rất là đẹp nha, thân nó lắc lượng nè, chi cành đóng rất là đẹp. Chỉ cần đóng tứ diện đều đẹp nha chú anh chị. Thằng nó lắc đẹp nha chú anh chị. Cây me chua nha chú anh chị. Cây me chua mã số 14. Mình giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 4 triệu mình bao phí ship nha cô chú anh chị. Cây me chua số 14 có giá là 4 triệu mình bao phí ship. Rồi, tiếp tục là cây số 15. Tiếp tục mã số 15 là một cây khế nha cô chú anh chị. Cây khế tàu. Cây khế tàu có bộ đế rất là đẹp cô chú anh chị. Bộ đế rất là đẹp, bộ đế nôm cô chú anh chị. Cây bonsai nha cô chú anh chị. 136. Chiều cao là 136. 43. Hoành thân của em này là 43. Nguyên cái nồi đế là 139 chú anh chị. Đường kính bầu là 70 con chú anh chị. Cây khế tàu của chú anh chị có bộ đế rất là đẹp. Cây này đế đẹp lắm chú anh chị. Cây này nó đang chấm nụ bông của chú anh chị, mới búp búp thôi. Mới búp thôi chứ nó chưa ra mạnh lắm. Mới lú lú mầm. Mới búp mầm của chú anh chị. Cây khế tàu của chú anh chị. Nó có cái thẹo chỗ này. Này về mình xử lý nha cô chú anh chị. Về mình đổ cát và đổ keo vô đây cho nó bít cái lỗ lại. Cây khế tàu mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 3.500.000 bao phí ship cô chú anh chị. Mã số 15 nha. Mã số 15 là cây khế tàu có giá là 3.500.000 mình bao phí ship. Đế rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi đổi. Tiếp tục mã số 16. Mã số 16 là phôi bông bụp nha cô chú anh chị. Cho đứng thứng.
Mã số 16 là phôi bông bụp luôn nha cô chú anh chị. Chảo rất là chặt. Mã số 16 là phôi bông bụp nha cô chú anh chị. Cây một cốt cô chú anh chị. Chiều cao là 1,5 m nha cô chú anh chị. Hoành thân em này là 36 của chú anh chị. 45. Đường kính bầu là 45 nha. Cây mã số 16 là phôi bông bụp màu đỏ. Mình giao lưu giá 1.500.000 bao phí ship của chú anh chị. Mã số 16 có giá 1.500.000 của chú anh chị. Phôi bông bụp màu đỏ, cây một cốt của chú anh chị. Rồi xuống. Cây 17. 17 là phôi một quế nha cô chú anh chị. Cây một quế tàn. Cây này mình có tỉa xương xương cái vàng tàn rồi cô chú anh chị, về với lên chậu rồi chơi nha cô chú anh chị. Mình cắt tỉa gọn gọn xương xương rồi hết nè cô chú anh chị. Mình đánh này về cô chú anh chị có vô dây mình đánh cái chi chớp găng cô chú anh chị. Mình đánh tay bông á. Mình cắt cái này là chơi tay bông nè. Tàn dù cô chú anh chị. Cây nguyệt quế tàn. Cây đế rất là đẹp cô chú anh chị. Cây này mình chưa có môi đế, chưa làm đế gì hết. Cây để tàn ra đế sau để vậy luôn. Cây một cốt cô chú anh chị. Cái đó hoành. Hoành thân của em nó là 33. Thoát thân được nhiều. Thoát thân của em nó là 25 của chú anh chị. Chiều cao của em này chắc khoảng cỡ 2 m của chú anh chị ơi. Chiều cao tàn 2 m nha, độ rộng cũng 2 m nha cô chú anh chị. Cây nguyệt quế lá nhỏ, lá chung. Cây này lá chung cô chú anh chị, lá chung mông chùm. Chiều cao 2 m, độ rộng 2 m, hoành thân là 33. Cây này mình giao lưu với giá là 3 triệu mình bao phí ship cô chú anh chị. Cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá chung. Cây này mình tỉa cành, tỉa chi bông rồi cô chú anh chị, về lên chậu rồi chơi. Cắt bẻ gọn. Cây đó mã số 17 cô chú anh chị, giá là 3 triệu mình bao phí ship. Rồi tiếp tục cây số 18. Cây 18 cũng là cây mực quế cô chú anh chị. Cây mực quế đế rất là khủng. Đế đẹp quá cô chú anh chị. Cây này đế rất là đẹp. Cây này có bộ đế đẹp cô chú anh chị. Đế nguyên củ đế đặc. Đế rất là nở nha cô chú anh chị. Cây ngọc quế đế nở nha cô chú anh chị. Đế tứ diện đều đẹp cô chú anh chị. Cây nguyệt quế tàn. Chiều cao nó tầm khoảng cỡ 2 m cô chú anh chị. Độ rộng nó khoảng 2 m, hơn 2 m luôn đó cô chú anh chị. Độ rộng tàn có hơn 2 m nên mình tính 2 m thôi. Cây này mình tỉa tay bông rồi hết nha cô chú anh chị. Mình cắt kiểu tay bông về cô chú anh chị gịch dây là đẹp lắm. Mình chỉ tay bông á vậy nè. Từng bông vậy nè. Mỗi một đợt là một bông nha cô chú anh chị. Đây ở dưới nhìn lên thì mình thấy những cái tay bông. Mình tỉa mỗi cái cành là một cái bông.
Có cái cành, một cái bông của chú anh chị. Chiều cao khoảng 2 mét, độ rộng cũng khoảng 2 mét. Cây này già lắm cô chú anh chị, cây nhỏ chứ nó già cây lắm. Hồi trước người ta trồng trong chậu. Đâu hoành á. Hoành thân của em này là 30 tính 37 thì cô chú anh chị. Cái thoát thân là 25 cô chú anh chị. Đo nguyên cái củ đặc. Cái này củ rất là nở cô chú anh chị. Chưa, dính. Rồi, đây. Coi ăn nhiêu vậy? 60. Cái củ đặc của em nó là 60 cô chú anh chị. Đường kính bầu là 58 cô chú anh chị. Cái củ đặc là 60 cô chú anh chị, củ rất là nở nha. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 3.500.000 bao phí ship. Hai cây nó tàn ngang nhau nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào lấy một cặp thì mình bớt chút đỉnh giá nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nào lấy lẻ thì cây số 17 là 3 triệu, cây số 18 là 3.5 triệu. Nếu lấy một cặp thì em để giá 6 triệu bao phí ship. Rồi tiếp tục cây mã số 19. Mã số 19 là cây, cây này là cây lài nha cô chú anh chị. Cây lài tàn rất là khủng khiếp. Cây lài bông kép nha cô chú anh chị. Bông kép, bông lớn á. Bông nhiều cánh đó cô chú anh chị, bông kép. Cây lài. Cây này mình bứng về hôm gài cũng hơn 10 ngày rồi. Nó bị xỉu lá rồi, mình bầu nó tỉnh lại cô chú anh chị. Nó tỉnh, nó ra đọt, nó ra nụ bông rất là nhiều. Đây. Đây nụ bông. Cây lại chiều cao khoảng cỡ 2,5 mét cô chú anh chị ơi. Tán ngang khoảng cỡ 2,5 mét luôn cô chú anh chị. Cây lại bông kép cô chú anh chị. Tàn rất là dày nha cô chú anh chị, tàn dù. Cây bữa nay nó tỉnh lại, nó ra nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây, nụ kẹo hết trơn luôn. Nụ bông nè. Cây này chuẩn bị nở bông nè. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị, nụ kẹo hết trơn luôn. Cây lài bông kép, vô đo hoành nè. Chiều cao khoảng 2,5 mét nha cô chú anh chị. Rộng tàn cũng khoảng 2,5 mét, có hơn 2,5 mét cô chú anh chị. Hoành thân của em nó ở vị trí này là 39. Cây này cái củ rất là lớn cô chú anh chị, có củ nó còn nở vậy lắm. Thoát thân là 45 nha cô chú anh chị. Cái thoát thân là 45. Đường kính bầu là 53. Cái này mình đang giữ ẩm bầu nha cô chú anh chị. Cái đế mình bao đế luôn, củ nó nở vậy nè. Củ dưới này nó nở trên 50 nha cô chú anh chị. Cái củ nó nở đặc mà. Mình không có đo cái củ. Cái củ nó nở ra tới mí này luôn. Củ đặc luôn hả cô chú anh chị. Đây. Củ rất là bự nha. Củ nó nở nó bề ra nhìn nè. Đế thì bao đế luôn á, đế đặt hết trơn luôn á cô chú anh chị. Do mình giữ ẩm cây cho nó đừng bị mất sức cây á cô chú anh chị. Cây lài bông kép cô chú anh chị. Mã số 19 mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 5.500.000 bao phí ship cô chú anh chị ơi. Tàn rất là lớn á cô chú anh chị. Đây cái tàn rất là lớn. Rung rung cái tàn á anh nha. Rồi, được rồi. Cây tàn rất là lớn nha cô chú anh chị. Cây lại bông kép. Cây mã số 19 có giá là 5.500.000. Cũng là cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ cô chú anh chị. Số điện thoại của mình là 0979309131. Số đó cũng là số Zalo của mình nha.
Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại clip sau nha cô chú anh chị.